Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ đến với Đà Lạt trong một cái tâm thế khác. Tâm thế gì anh? Tâm thế đó là hãy cùng theo dõi Lóc Hào để cập nhật cái. Wow! Xuất sắc! Xuất sắc! Ồ, mình ăn lộn gà. Xuống xe ăn thôi mọi người ơi. Để mình. Ghê ta, ga lăng dữ ta. Thank you anh. Ga lăng mới có bồ rồi. Tự nhiên em ơi. Ga lăng mới có bồ rồi. Rồi biết thằng có bồ nằm đâu không? Thành phố gì? Trong bữa ăn tối hôm nay, sau khá nhiều nghi vấn, Lily và Thùy Diệu đã có một cuộc trao đổi mang tính thăm dò lẫn nhau. Bây giờ thì là em phải gặp đối việc đúng không? Em với anh áo đen đó hả? Không, chứ mình cũng hay ngồi gần Lily và cũng thấy anh Minh hay để ý nhìn Lily kiểu như cái ánh mắt của hai người quen nhau á. Với lại là khi mà tới quán ăn buổi tối này cũng vậy, ảnh dành không cho nhân ngồi chung với Lily. Đó vậy đi, con ngồi gì chưa có con, rồi để em ngồi sang đó. Ủa thì em ngồi sang với bạn nữ bên này. Nên em nghĩ là anh Minh với lại Lily là cặp đối với ổng. Chị nghi đúng không? Nghi vậy cho vui chứ em. Giờ em mà nói em không phải thì thôi. Nhưng mà em có tin chị là không phải cặp đối với ổng không? Mới đầu á là em chắc chắn là chị luôn. Em khẳng định với mọi người luôn là chị với anh Minh á. Nhưng mà sau mấy tiếng sau là em biết ai luôn rồi. 95% là ý với anh Thành. Thì là vì có những biểu hiện ánh mắt họ nhìn nhau họ không giấu được. Thân quá em. Mai cãi lộn giờ. Hay vậy ghê. Sau buổi tối no nê, các thành viên trở về lại với ngôi nhà chung. Đây cũng là đêm đầu tiên họ có được khoảng thời gian thoải mái để ngồi lại bên nhau cùng vui ca và tâm sự. Hello em. Hello anh. Đã sớm vậy? Nè, thấy người đến sớm tặng cho con cái nè. Trời ơi, nhà bồ công anh à? Ừ. Thổi ra bay luôn. Thổi ra bay. Coi tức tắc vui lắm. Hai đứa lại hỏi đi, à nhí ngộ. Bồ công anh đó em. Đó rồi, cái anh Thành mới tặng cho em á. Ai bồ anh Thành đứng ngang nha. Ok, hôm nay có đầy đủ bạc và con quan viên hay họ như thế này. Chúng ta nên chơi một trò gì ấy vậy? Hồi sáng giờ tụi mình đã nói chuyện tình của mình rồi mà anh Thành là chưa có nói. Anh Thành thường buồn lắm mà. Họ tỉnh dậy anh ơi. Nè. Sao mà anh Thành nói được? Tại vì anh Thành bây giờ đang hạnh phúc. Thôi. Nói đây cái gì nhà. Ăn bàn tay. Thôi nói chuyện cũ đi anh. Về nhà đâu tối rồi bàn tay thì sao? Mà ai anh thì không biết. Còn chuyện tụi em á, nếu mà anh muốn nghe á, đợi phát sóng coi lại ok. Vậy luôn. Đúng. Chứ hơi đâu rồi, coi lại thôi. Nhưng mà đây, mấy bạn ơi, nếu mà nói như vậy thì tụi mình cũng quá rồi. Có gì? Mình cũng kể cho bạn này nghe rồi, các bạn có thể để phát sóng cho coi lại. Không, coi chị nghe chưa? Chưa. Trời. Anh bị sao vậy? Chưa ai nghe chuyện của anh hết. Lão đại kể lại đi cho mấy thằng trẻ em nó kinh thường bây giờ. Rồi dạy muốn nghe cho tên. Hành trình dài trên xe có vẻ khá mệt mỏi, vì thế các thành viên ngôi nhà chung quyết định nghỉ chân tại nhà hàng Tâm Châu, thành phố Bảo Lộc để hồi sức và có thêm thời gian tìm hiểu nhau. Chị Ly, chị muốn ngồi ở đây không? Dạ. Chị muốn ngồi cái người yêu chị không? Đâu, mình ghen các bạn. Ghen hả? Anh đang ghen hả? Ngồi qua ngồi em. Ngồi em đổ cửa. Chị phòng mệt không? Khi nào mà không đi xe được mà ở lại một chỗ mà tầm mấy ngày á mà sinh hoạt ở chỗ thôi quậy cho thấy đi xe mệt quá. Sáng nó chỉ với nó cũng quậy lắm. Xong Dũng lên xe bắt tắt luôn. Như vậy rồi sao mình về Mỹ mình sống thì mình đi về mình đi máy bay nhưng xong rồi tới nơi là mình quậy rồi anh. Ra đi du thuyền. Đi bằng đường thủy à. Đó hiểu mà. Kiểu mà người ta không có kiểu bông đùa được. Anh nghiêm túc trưởng thành. Không phải anh nghiêm túc. Anh không biết nói lại. Anh không. Cái ngôn từ á không biết nói lại. Anh không nói kịp sao anh nói kêu không biết. Coi thử coi đưa cái tay ra coi thôi. Anh đưa cái tay ra là coi. Anh chém gió liền. Chém gió hả? Chém gió đi chém gió. Nói liền thiệt thôi. Nó xàm nó là nói nhiều là giống em là quỷ. Tay gái á. À tùy lúc. Em nghĩ là tay nó anh ấy kìa. Không à, tay nó không. Hello anh. Trở lại.
Anh muốn ngồi đâu? Này anh ngồi với lại bạn trai anh đi. Ok, gặp anh cưng. Giờ đây, có lẽ các chàng trai sẽ cảm thấy hồi hộp và lo lắng khi mà bốn cô gái sẽ viết ra giấy tên người con trai mà mình ấn tượng nhất để hẹn hò. Và kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin công bố danh sách thí sinh chính là... Anh đọc lại em xỉu lên. Anh! Đố tiệt! Chọn lên! Xin gợi ý chữ D. D là gì? Diệu nè. Cái đây mới khởi đầu rồi, cái gì chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả thứ hai. Cái này thì chỉ có một cái chữ thôi, không có chữ thứ hai. Thấy có ghi không? Có ghi không? Có chị có. À em không ghi nha mọi người. Vậy là biết. Cái phiếu thứ hai cũng là Austin các bạn ạ. Austin nghĩ nếu có người thích mình thì cũng là một chuyện mình nên vui. Mà Austin cũng cảm thấy là có hai người, bây giờ mình không biết nói chuyện với cả hai người như thế nào. Mình nói ngọt với một người quá thì người kia thì có thể không thích, sau đó không thích mình hoặc là ngược lại. Vậy nữa. Và bây giờ còn hai lá phiếu cuối cùng. Tao run quá. Nếu như mà cho mình một cuộc hẹn mà hẹn riêng á, mình sẽ hẹn cô bé Lily. Mình thấy cái khuôn mặt cô bé có rất là nhiều tâm trạng nhưng mà không thể nói ra sao ấy. Nếu mà cho nhau một cuộc hẹn, người bây giờ nhau muốn gặp nhất là Lily. Tại vì Lily thì nhau cũng tò mò, cũng không biết nhiều về Lily, giống như mình cũng muốn hiểu hơn về Lily. Nhân, xin chúc mừng em và Lily. Anh Minh thì là kiểu hơi năng động mà cũng hơi nói nhiều. Còn anh Nhân thì hơi nhút nhát. Muốn nói chuyện thử xem coi là bên trong họ như thế nào. Vui, Nhân vui lắm nè. Nhân vui lắm nè. Đỡ lắm luôn á. Vui, Nhân vui. Mình vui vẻ nha. Nhìn bầu dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tấm phiếu cuối cùng là tôi thật là may mắn trong suốt cuộc đời rồi. 30 năm của tôi cuối cùng cũng một lần là tôi. Xin cảm ơn mọi người là âm thanh. Thật không may mắn cho Hoàng Minh khi người mà anh chàng mong đợi nhất lại không chọn mình, để rồi cuối cùng phải ngồi lủi thủi trong cô đơn. Anh 97 đúng không? Đây sách nhau. Được. Rúng quá. Hả? Tại sao rúng? Đây có phải là... xe của ông Thành. Em có thấy giữa anh và bạn kia có cái gì mà khác biệt không? Em thấy ai cũng khác nhau mà. Vậy cái lứa tuổi thì chắc anh nhỏ hơn, nhỏ nhất ở đó. Nhỏ nhất rồi hả? Nhỏ nhất. Rõ đi ha, ví dụ đi. Giờ đã quen nhau rồi, ví dụ năm sau anh cũng đang đòi cưới, ok không? Còn học thì sao cưới ta? Cưới xong học tiếp. Ủa vẫn học được mà. Ủa, đọc hai cắm người em. À, được, em bình thường em trễ. Nếu em không chơi thì để con xem mình chạy. Lên đi à. Nãy em đầu hoài luôn á, em nói chị ơi chị muốn đi xe máy quá, em muốn đi xe máy với chị ơi. Nói bây giờ luôn á. Ờ, nói với cái chị kia kìa. Đẹp đôi quá ha. Hai bà nhỏ vậy thôi. Nói thật, em thấy anh có trẻ con hơn với ba người kia không? Mới tiếp xúc em không có biết được. Này mới tiếp xúc mà nói ra thì kỳ lắm. Khi mà Ly em ghi giấy chọn cho nó nhanh vui lắm luôn á. Vậy hả? Trước đó thì nó... Vậy hả? Vậy hả? Em không để ý lắm. Anh thi gì á? Ý với Thành á. Anh Thành cũng hơi hợp sao? Đúng rồi. Hơi hợp á, đúng không? Dạ, đúng rồi hợp. Hơi vậy thôi. Mét tí nha. Ý nhớ tên anh Thành rồi lắm nha. Em không có nhớ tên anh Thành. Em ý hồi xưa cũng khen Thành. Đúng rồi. Khen anh Thành dễ thương. Đó rồi. Đôi khi có cái nào ta? Hai người đó nãy đi chung đó, hai người đó nãy đi chung á. Mà cho anh xuống dễ vậy. Trời trời, hạnh phúc quá đi nè. Đó. Có khi nào được hai người? Có khi nào? Có khi nào? Bởi vì thường thường người bự to cao sẽ rất chọn một người nhỏ nhỏ để chở che. Em có biết người ta hay đồ mà lên Đà Lạt với tay người không? Nay mình đi tìm, mình đâu có giơ tay giờ sợ. Ủa chứ mấy người trước anh quen không có đi Đà Lạt hả? Tại giơ tay trước thì đi rồi. Ủa quen tầm bao lâu? Người lâu nhất thì 5 năm. Trời ơi, gì ghê hả?
mà nó cũng gần cưới đến nơi rồi, xong bắt đầu lục đục có chuyện cái là thôi. 5 năm trời lâu lắm luôn á, hiểu quá. Mà ít khi nào anh đá thì đá, tự đá, sống vì tình cảm là chính. Có gì nên là em biết chuyện, bây giờ biết thi gu vậy là kiểu mấy người vậy giàu tình cảm. Mấy người biết quan tâm rất là tốt bụng này kia. Phải tốt bụng chứ là không mập. Vậy cái gu anh là như thế nào? Người ra mà nói cái gu của anh đó thì như hồi đầu cũng nói là thích những người lùn nhỏ, em với bé ông trắng đó, chị áo trắng á, nhưng mà vẽ với anh là rất là hợp luôn, thiệt luôn á. Anh thấy kiểu hai người hài hước y chang nhau, nói gì quá trời nói. Nếu mà nói ra thì cái gu lâu lâu nó cũng hơi biến đổi tí, còn biết sao người ta thương mình là được rồi. Anh giờ nó yêu cầu cũng không biết yêu cầu sao, mình đâu có thể nào mình yêu cầu người yêu mình thế này thế kia đúng không? Em thì cũng kiểu gặp thích thì thích thôi chứ không quan tâm lắm. Thích thì thích, không thích thì thích. Anh Thành kể rất là nhiều về chuyện cũ của anh Thành cho mình nghe. Nhờ đó thì mình mới hiểu anh Thành nhất trong bốn chàng trai. Anh Dustin là bạn của anh, rủ anh vô chương trình này đúng không? Chứ anh đâu biết chương trình này đúng không? Bạn của anh? Ừ. Bạn của ai? Bạn của anh. Bạn anh biết hiểu anh. Dạ. Anh vô chung. Chị là chủ chơi cùng, em hiểu hả? Đúng không? Em hiểu ý chị. Mình cảm thấy Austin kiểu như chân thật ấy. Thật thà, câu hỏi Austin là tại sao Austin biết cái chương trình này mà tham gia? Cái Austin kiểu Austin cũng không nhớ nữa. Nhưng mà mình nghĩ là phải có cái lý do nào đó để Austin tham gia cái chương trình này. Nên là kiểu như là Austin đang giấu một cái điều gì đó, mình nghĩ như vậy thôi. Thì mình nghĩ Austin là cặp đôi bí ẩn. Ý là suy nghĩ ai có bộ là hơi khó. Giờ em chẳng muốn suy nghĩ, ví dụ như mà em lỡ mà em có thích một người cặp đôi bí ẩn ấy nha, thì cái đó cũng chỉ là mình nghĩ thôi đúng không chị? Bây giờ mình có thích ai thì mình cứ tìm hiểu với họ thôi, xong rồi tự nhiên mình lấy cái cớ là do họ là cặp đôi bí ẩn, cái xong mình rụt rè lại, mình không có dám á. Xong rồi lỡ sau này lộ ra là cái người đó không phải cặp đôi bí ẩn mà chỉ là mình nghi, do mình nghi ngờ thôi. Đúng rồi, lúc đó mình sẽ hối hận. Mình lỡ thích cặp đôi bí ẩn thì người ta cũng bạn, nếu mà các bạn kia cũng sẽ hiểu cho mình, mà tại vì cái này mình đâu biết đâu. Mà sao mùa này nữ trẻ tuổi ghê luôn. Dạ. Lớn, mùa khác lớn lắm anh. Lớn lắm. Cũng lớn, cũng lớn. Chín mấy, dạ, 95, 96. Tầm anh ấy. Show này thường có cái drama nhiều. Drama hả? Thì em thấy mấy mùa trước á, kiểu như mấy bạn nữ á, cãi nhau. Cãi nhau. Cãi nhau nhiều lắm, cãi nhau dữ dội luôn á. Rồi cũng có những cặp đôi đi vô chương trình xong rồi cãi nhau ấy. Cũng có luôn rồi chia tay. Dạ. Nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng có những cái cặp mà họ đến đây họ tham gia chương trình xong rồi biết nhau rồi về nhà cưới nhau luôn. Ủa anh có nghĩ là em với lại chị Diệu sẽ chọn anh không? Không nghĩ. Không nghĩ gì luôn. Vậy nếu như mà anh được chọn, nếu mà hồi nãy không phải là nữ chọn mà là nam chọn, nếu anh chọn sẽ chọn ai? Chọn thì chọn, chọn ai mà nói chuyện vui vui. Dạ. Austin thì không có nhiều cảm xúc cho ai hết. Mà người mà Austin thấy là interesting nhất á, kiểu thấy cũng vui vẻ nhất là chắc bé Vi. Ủa sao khóc rồi? Có đâu ba. Sao đi về sớm vậy? Đi hết chỗ rồi, đi xuống kia cái bị đuổi. Hả? Cầm này về sớm chơi với tôi nè. Dạ. Tôi trở lại với cậu đây. Cầm này về sớm chơi với tôi. Chào người em Trang. Chào anh. Cậu ấy thành công chứ? Khá đông đẹp. Còn anh? Cũng vậy, giống em. Đi nói chuyện gì hết vậy? Mấy người kia đi. Phải thăm sức khỏe. Tên gì, ở đâu, làm nghề gì? Sao cuộc sống khỏe không hết đi lên. Thiệt. Nãy có lượn trong kia coi mấy cái đồ lưu niệm của anh. Như con mèo con chó gì đó xong ra. Có vẻ Hoàng Minh cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn khi đi đâu và làm gì với Trí Nhân thì Lily cũng đều kể lại hết cho anh chàng. Còn Trung Thành và Như Ý, sau cuộc hẹn ngắn ngủi, họ đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ, dấy lên nhiều nghi vấn về cặp đôi này. Okay. Trên kia nó lưu lại á. Như xe máy. Trời ơi, hẹn 15 phút thôi. Em thích thì chưa rồi. Chưa. Yeah, lâu quá mới được gặp người. Yeah. Vui. Tại hôm nay hơi mệt nha. Ngồi trên xe nó ngợp. Cảm thấy hơi choáng, với là thấy anh Thành đi một mình kiểu sinh thành buồn, cho nên là mình đi cùng Thành cho vui. Thì cũng muốn ngắm cảnh đồ. Chào tạm biệt mấy bạn. Vâng. Rồi. Rồi. Trời ơi. Thường trời. Sao anh hẹn hỏi chị Tây sao? Sao ai mà hỏi vậy? Chị ơn, được không? Được không? Gì không? Quá tuyệt, dễ thương. Trời ơi, dễ thương, dễ thương. Mấy nãy nghe không dễ thương. Dễ thương không? Chị Ly thấy anh nhân
sao chị? Mời ngủ rồi. Thì thay dễ thương. Sao đang ngủ mà đâu biết gì đâu. Cứ nói đó, nói đi. Đang ngủ. Đi lên ngủ rồi. Nói không? Cứ nói tiếp đi. Câu đi sợ. Ôi. Nhưng mà có thể tiếng xa hơn không? Cái này hỏi đi chứ. Ủa vậy là anh chịu rồi. Anh chịu rồi, giờ chỉ đợi Ly nữa thôi. Cảm xúc tình cảm của Nhân bây giờ hướng về một cô gái thì khó xác định được. Nhiều nhất thì Nhân không dám chắc, nhưng mà Nhân nghĩ đó là Lily. Sao Minh buồn vậy? Hả? Buồn vậy? Mọi người vẫn vui vẻ bình thường, không có gì hết. Em thấy được cái ánh mắt, một cái sự buồn trong ánh mắt của anh. Có đâu. Thôi. Tại vì bạn gái anh đi chơi với người khác thì phải buồn thôi chứ. Thì bây giờ anh lên đây đi chơi với mọi người đi. Dạ, ngồi đây được rồi. Khó xử quá. Thôi đâu khó xử, thì giờ mình thích nhau thì mình tới với nhau thôi. Được rồi, không sao đâu. Mát mà mọi người. Giờ đánh trong lạng đi. Tuy câu nói của Hoàng Minh chỉ nửa thật nửa đùa, nhưng phần nào nói lên sự không thoải mái của anh chàng khi chứng kiến Trí Nhân chủ động công khai tình cảm với Lily. Liệu rằng Hoàng Minh có tiếp tục im lặng với cảm xúc của mình? 88 km nữa. Yeah. Đi lên. Tiếng về Đà Lạt thôi. Đi xe máy sẽ được có những cái rất là thú vị, như là mình có thể cảm nhận được những cái mà ngồi trên xe nhiều khi nó chỉ là lướt qua, em hiểu không? Anh thích đi xe máy là vậy, mặc dù nó hơi xa, nó hơi cực. Mình ngồi xe máy là mình chắc chắn mình không được ngủ rồi đó. Nhưng mà không sao, bù lại mình thấy cảnh đẹp. Mãi sướng rồi. Sướng rồi đó, sướng rồi đó. Sướng rồi đó. Đầu ngửa luôn rồi trời. Sướng quá. Chị Diệu là người gốc Huế, nhưng mà chị vô đây chị học và làm. Đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thế em ghê chưa? Nên là nói tiếng miền Nam mình có được khi nói tiếng Huế. Nếu mà giọng Huế thì anh hiểu không? Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nữa. Tiếng Việt anh còn chưa hiểu nữa. Huế thì chắc chết. Mọi người có muốn nghe nhạc Huế không? Thử đi. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiêng. Anh còn nhớ không? Ôm vô. Rồi sao mà phanh tay? Phải ôm chứ. Nãy giờ xong tới thấy xe mình cái bỏ ra đó mọi người. Sao lên xe rồi trước chạy xe rất là có động lực lắm. Để cô đơn. Với những con đường xa là anh cứ gặp được muốn đưa em đi trốn đến từ cùng trái đất. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời thì theo anh đi trốn em ơi. Yeah. Em cảm thấy thế nào về cái chuyến đi nãy giờ? Vui. Đúng rồi, vui, ngồi sao vui lắm. Ngồi sao lúc nào cũng vui hết quý vị. Rồi bẻ gần cốt tí vậy cho nó đỡ mỏi. Thì khi đi ở ngoài trời bằng xe máy thì được hít thở khí trời và ngắm những cái cảnh đẹp nhiều hơn, và cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn. Với lại ý cũng có nói cái tâm sự là đó giờ cũng rất là thích đi phượt nhưng mà chưa bao giờ đi. Mình thấy cũng hợp tính nhau rồi, cũng ok. Với lại còn cái nữa cũng hên hồi đó lên ba cái thùng, mình đã tính toán hết làm sao. Mình ngồi trước có thể bất tiện nhưng người ngồi sau phải tiện. Mấy bạn lên ba thùng giống mình đi, có bồ liền. Ở thời điểm này, sự thành đôi từ sớm của Như Ý và Trung Thành khiến cho bầu không khí của chuyến xe tình yêu trở nên sôi nổi và hứng khởi rất nhiều. Và niềm vui hứng khởi đó lại tiếp tục được nhân lên khi cánh cửa của ngôi nhà chung tại Đà Lạt đang rộng mở để mừng đón tất cả các thành viên Love House. Thế là lại rồi con. Rồi mời xuống, mời xuống. Ô, lạnh quá nè. Wow. Ôi, em chuyển trọ đi đúng không? Sao mà nó lạnh thế? Mọi người ơi, ai đó có thể xách giùm em cái vali xuống dưới được không? Ok. Còn mình đang trên đây thôi đó. Đúng rồi phải không? Dạ. Trời ơi, cái bếp đi luôn quá hả? Nhà đẹp. Điều bao sống ảo luôn. Đúng rồi. Ồ, đã vậy. Với những cảnh trí lung linh và đáng yêu, các thành viên đã không thể giấu nổi sự thích thú và vui sướng cho ngôi nhà chung lần này. Và sau khi tìm được những căn phòng lý tưởng dành riêng cho mình, các thành viên tiếp tục lên xe để lấp đầy bao tử đói sau một chặng đường dài. Ồ,
Wow. Các bạn đã đến với Đà Lạt. Vâng, chị đi tiếp đến Đà Lạt. Chúng ta sẽ đến từ gặp bệnh nhân của những lời người chia tay sau khi đi Đà Lạt. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ đến với Đà Lạt trong một cái tâm thế khác. Tâm thế gì anh? Tâm thế đó là hãy cùng theo dõi Lớp Hào để cập nhật cái. Wow. Xuất sắc. Xuất sắc. Ồ, mình ăn lộ cà. Xuống xe ăn thôi mọi người ơi. Để mình. Ghê ta, ghê lăng dữ ta. Thank you anh. Ghê lăng mới có bồ rồi. Rồi biết thằng có bồ là ở đâu không? Thành phố gì? Trong bữa ăn tối hôm nay, sau khá nhiều nghi vấn, Lily và Thùy Diệu đã có một cuộc trao đổi mang tính thăm dò lẫn nhau. Bây giờ thì là em phải gặp đối diện đúng không? Em với anh áo đen đó hả? Không, chắc mình cũng hay ngồi gần Lily và cũng thấy anh Minh hay để ý nhìn Lily kiểu như cái ánh mắt của hai người quen nhau á. Với lại là khi mà tới quán ăn buổi tối này cũng vậy, ảnh dành không cho nhân ngồi chung với Lily. Nói gì đi đó. Không, ngồi gì chưa có con. Rồi đấy em ngồi sang trắng luôn kìa. Ủa em ngồi sang với bạn nữ bên này. Nên em nghĩ là anh Minh với lại Lily là cặp đối với ổng. Chị nghi em đúng không? Nghi vậy cho vui chứ em. Giờ em mà nói em không phải thì thôi. Nhưng mà em có tin chị là không phải cặp đối với ổng không? Mới đầu á là em chắc chắn là chị luôn. Em khẳng định với mọi người luôn là chị với anh Minh á. Nhưng mà sau mấy tiếng sau là em biết ai luôn rồi. 95% là ý với anh Thành thì là vì có những biểu hiện ánh mắt họ nhìn nhau họ không giấu được. Thân quá em. Mai cãi lộn giờ. Hay vậy ghê. Sau buổi tối no nê, các thành viên trở về lại với ngôi nhà chung. Đây cũng là đêm đầu tiên họ có được khoảng thời gian thoải mái để ngồi lại bên nhau cùng vui ca và tâm sự. Hello em. Hello anh. Sao sớm vậy? Nè, thấy người đến sớm tặng cho con cái nè. Trời ơi, nhà bồ công anh à? Ừ. Thổi ra bay luôn. Thổi ra bay. Coi tức tắc vui lắm. Hãy đừng lại hỏi đi. À nhí ngộ. Bồ công anh đó em. Đó rồi cái. Anh Thành mới tặng cho em á. Ai bồ anh Thành đứng ngang nha. Ok, hôm nay có đầy đủ bạc và con quan viên hay họ như thế này. Chúng ta nên chơi một trò gì ấy vậy? Hồi sáng giờ tụi mình đã nói chuyện tình của mình rồi mà anh Thành là chưa có nói. Họ tỉnh dậy anh ơi. Nè. Sao mà anh Thành nói được? Tại vì anh Thành bây giờ đang hạnh phúc. Thôi. Nói đây cái gì nhà? Chết. Thôi nói chuyện cũ đi anh. Về nhà đâu tối rồi bàn tay thì sao? Mà ai đánh thì không biết. Đúng rồi, nghiêm túc này, nghiêm trọng như cái gì ở đây. Tụi em sao lại với anh nữa. Còn chuyện tụi em á, nếu mà anh muốn nghe á, đợi em phát sóng, coi lại, ok. Vậy luôn. Đúng. Chứ hơi đâu rồi, kể lại á. Nhưng mà đây, mấy bạn ơi, nếu mà nói như vậy thì tụi mình cũng có rồi. Có gì? Mình cũng kể cho bạn này nghe rồi, các bạn có thể đợi phát sóng cho coi lại. Không, coi chị nghe chưa? Chưa. Trời. Anh bị sao vậy? Chưa ai nghe chuyện của anh hết. Lão đại kể lại đi cho mấy thằng trẻ em nó kinh thường bây giờ. Rồi dạy muốn nghe cho tên. Thôi anh. Tự nhiên mọi người nhìn thì cũng biết anh thằng cục xúc này. Xưa thì còn sến số được xíu, sau này hết. Ngày xưa có anh Lập á. Cũng quen người. Mà kiểu cái gu mình nó hơi là lạ mọi người á. Mình thì tính mẹ con. Thích mấy đứa lùn lùn. Quen thì cũng có quen, cũng có vài người đến, cũng có người đi, giờ có người ở lại. Có lúc cô giờ cũng có lần nhỏ dài. Người ta đáng kể, người ta mới lòng mày hát vô nó mới thú vị. Tại người ta đòi thú vị mà. Sao vậy? Hãy để những người lớn người ta coi chuyện mình tuổi trẻ mình nghe hiểu không? Có thứng rồi, không có gửi, có thứng rồi. Thôi. Giờ mình kết hợp đi. Anh kể chuyện qua tiếng đàn được không? Được, kể đây. Ôi, tốt sắc. Kể không, nó bị trùng luôn. Rồi ai biết hát thì cứ hát đi. Ok anh luôn. Anh làm được không? Anh làm được nha. Mọi người đang đặt cái niềm tin lớn của anh vậy. Dạ. Cái này là cái tâm trạng của anh sau khi mà chia tay người yêu. Anh thuộc bài gì thì anh hát bài đó. Vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về. Hiện tại thì mình có một chút ấn tượng với lại Austin và anh Thành. Tại vì hai người đó
xúc rất là ít. Nhưng mà mình cảm thấy anh Thành là một người có thể dẫn dắt được đám đông. Và anh Thành cũng là người biết là bản thân mình muốn gì. Và anh Thành cũng chững chạc nữa, nên là có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Tình yêu sẽ tự tìm đến với con trong đêm tối cô đơn. Còn một người nữa. Anh với ai? Anh cái rồi mà. Cái nào? Nãy giờ cái lớn lớn qua rồi. Nó là dấp dáng của câu chuyện rồi. Hiểu không? Cái rồi mà. Anh. Đây nè. Bên à, có ngủ sáng giờ. À đúng rồi. Tình kể cái gì nhờ? Chuyện tình yêu. Kể cái gì nhờ? Mối tình mới kể ra là đại đạo buồn nhất. Buồn nhất thì chia tay ai cũng buồn. Mà mối tình nhớ nhất thì là mối tình gần đây. Nhớ nhất. Kiểu nói sao ta, thì người đó là cái người mình cảm thấy hợp với mình nhất, kiểu cũng sâu đậm, nhưng mà vì một vài lý do nên không đi tiếp được. Cái tâm lý này nó buồn rồi mình nói vậy. Không, con bé mà kể chuyện vui. Ôi con bé buồn thiệt em thấy bé cái giọng bé kể hay lắm á. Nếu mà kể sâu nữa nghe cảm á, kể sâu nữa đi chị, kể rất là trong không có sâu nữa đâu, tới đó là hết rồi đó. Con bé nó chỉ mới nói chia tay thôi à, mà buồn rồi. Cô bé Lily này á, có cái điểm gì đó rất là có một cái nỗi buồn giống như mình. Kiểu như là cái gương mặt lúc nào cũng thổ lộ cái sự mà che giấu nỗi buồn á. Trong một ngày hôm nay thì cô bé đó cũng không có nói gì nhiều, cũng không có tiếp xúc gì nhiều và cũng không có nói nhiều cho mọi người hiểu hơn. Nên mình muốn tìm hiểu thử xem cô bé này có chung với mình có những cái hay gì. Em là trải qua 4 mối tình. Giỏi thì chết rồi. Giỏi. 2000 mà 4 mối tình là tuổi trẻ trải nhiều sự đời. Không, tháng ai cũng nói nhiều mối tình mà. Em nhiều mối tình á. Nhưng mà em mối tình sao đậm. Em cũng nhiều. Nghĩa là ai cũng nhiều á. Thì đến ra mình thua mấy đứa nhỏ giờ. Đâu có đâu, em tình đầu á là tình đầu, còn mấy người sau là đều là tình thứ hai. Okay, cách tính hay đó. Ảnh có 2 mối tình nhưng mà nhìn vẻ bên ngoài thì chắc ảnh là người kiểu giống như kiểu bad boy một chút xíu, nhưng mà ảnh là một người thấu hiểu và tính tình dễ thương, hoạt bát. Dịu với lại anh Minh thì chắc cũng hợp. Hợp với cái gu trước đó mình suy nghĩ ra, hợp chút xíu. Không dừng lại ở đó, đêm nay 8 thành viên ngôi nhà chung còn nhận được một sự bất ngờ từ phía chương trình. Tỳ quá trời luôn mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà chung. Mỗi ngày các bạn sẽ nhận được chi phí sinh hoạt một ngày như bên trong phong bì. Rung quá, nghe tiền rung quá. Quay. Chúc các bạn sống tốt. Cái chữ sống tốt này nó có rất là nhiều nghĩa. Mình phân tích theo một cái thiết vật. Và tìm được tình yêu cho mình. Hơi ngờ. Hơi luôn. Tối đến rồi. Bây đếm tiền Việt không? Hay là nhiều quá đếm không nổi? Đếm nhưng mà là nguyên một ngày đúng không? Nguyên một ngày. Đầu tiên là mình sẽ mua dầu gội. Đúng rồi. Số 8. Lấy dòng alo tao. Anh không thiếu, ok. Sao nãy giờ lắm mình? Vậy là... Ôi, em không hề hỏi em sai. Em sai, em okay. Chấp nhận em sai. Hồi nãy đưa... Hồi nãy em đưa anh gì vậy? Không có like xong. Rồi, là sao? Cho anh xin sữa tắm được không? Hồi nãy đưa sữa tắm á. Sữa tắm không có sữa, không có dầu gội đúng không? Đúng. Vậy mà vẫn gọi đầu. Gọi xong mới biết đó là sữa tắm. Mới ra định chửi đó mà thôi, nó chửi nhẹ, không chửi. Nó chưa được dầu xả. Nó đưa cho em là dầu gội thì em đâu biết em vô em gọi. Em không đậu. Ngày mai là mình đi ăn sáng, là tiền này là mình... Mình tự đi chợ đi. Em nghĩ là mình anh đi. Anh nghĩ là nên đi chợ. Vậy đúng rồi, có xe ở đây. Nó sẽ tiết kiệm. Ừ. Ai biết trả giá cho tôi. Đây em. Em. Wow, Austin có thể trả giá. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ ở market chứ không phải supermarket nha. Bình thường. Đi chợ. À chết dù nhưng mà phải nói là người ta chào giá là bó rau 15.000, anh trả luôn 1 đô. Giá rẻ. Giá 1. 1 đô. Okay. Phải lấy cái liễn chai 6 muối body của mình ra. Người ta sẽ miễn phí cho mình.
Mình phải đẹp trai. Đúng rồi, anh có một cái ý ngày mai mình vô mình bắt đầu mình. Trải qua một ngày dài cùng đồng hành bên nhau, mỗi thành viên dường như đã gieo cho mình những hạt mầm tình cảm đầu tiên. Trung Thành và Như Ý gần như là trời sinh một cặp. Anh chàng Hoàng Minh thì ghen ra mặt khi Trí Nhân thổ lộ tình cảm với Lily. Vì một phần Hoàng Minh gần giống với mẫu bạn trai của Thùy Diệu nên cô nàng đã có những cảm xúc tích cực dành cho chàng trai này. Còn người đem lại cảm giác thoải mái và gần gũi với Austin đến giờ chỉ có thể là Tường Vi. Và chính Tường Vi cũng dành nhiều sự ấn tượng cho Austin cũng như Trung Thành vì vẻ ngoài và tính cách của cả hai. Đêm nay có kết thúc tại đây và hành trình ngày mai có điều gì thú vị? Hãy cùng đón xem ở tập sau! Chẳng có ai biết được trước tương lai điều gì sẽ